xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị và chúng tôi xin được nồng nhiệt đón chào quý vị đang đến với chúng tôi trong chương trình du lịch hang động kỳ vĩ Quảng Bình năm 2011. Vâng, kính thưa quý vị, đối với Thu Nga và những người đang có mặt tại khu vực sân khấu này thì buổi tối ngày hôm nay là một buổi tối thật sự tuyệt vời khi chúng tôi được sống trong một bầu không khí trong lành của thiên nhiên Quảng Bình, được sống trong những tình cảm thân thiện và nồng ấm của những người dân nơi đây. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và VTV4 của Đài truyền hình Việt Nam sẽ cùng với chúng tôi thực hiện một cuộc hành trình khám phá những